Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 6 các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là cái bài số số 2 gọi là ba điểm thẳng hàng, ba điểm thẳng hàng, ba điểm thẳng hàng. Thẳng hàng hay còn gọi là nằm trên một một đường thẳng đó. Ví dụ như một hàng dọc thẳng, một hàng ngang thẳng, đó là những cái từ ngữ mà người ta hay dùng để mà xếp hàng nha các bạn. Đó, muốn thẳng thì rất dễ thôi, người sau cái nhìn vô ót của người trước là các bạn sẽ biết được là cái hàng nó có thẳng hay không thôi nha các bạn. Đó, rất đơn giản. Còn ba điểm thẳng hàng là gì? Để xác định ba điểm thẳng hàng rất đơn giản. Thứ nhất, các bạn cứ chấm ba điểm bất kỳ, rồi ba điểm bất kỳ, coi ba điểm này có thẳng hàng hay không. Muốn biết có thẳng hàng hay không, các bạn dùng cái thước, đưa cái thước này vào hai điểm, vào hai điểm đây, điểm A và điểm C, rồi xác định điểm B có nằm trên cái thước này không ạ, có nằm trên cái đường này không ạ, không, vậy là ba điểm này không thẳng hàng, các bạn hình dung không? Để ba điểm được gọi là thẳng hàng, nếu ta đưa cái thước vào hai điểm bất kỳ của ba điểm, rồi kẻ một đường thẳng, kẻ một đường thẳng và xác định coi điểm còn lại có nằm trên đường thẳng này hay không, có nằm trên đường thẳng này hay không, thì người ta gọi là thẳng hàng. Ví dụ nha, ví dụ muốn xác định ba điểm thẳng hàng thì các bạn thứ nhất xác định điểm A, muốn xác định A, B, C thẳng hàng thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần kẻ một cái đường thẳng đi qua hai điểm trước, điểm A, điểm B, rồi muốn thẳng hàng thì chỉ cần cho điểm điểm C. Đó, đây gọi là thứ tự A, B, C. Còn nếu bạn không thích thì bạn có thể chèn cái điểm C vào đây. Đảm bảo là ba điểm này nằm trên một thẳng, điểm A nè, điểm B nè, điểm C. Các bạn hình dung không? Có được gọi là định nghĩa ba điểm thẳng hàng. Thẳng hàng là gì? Thẳng hàng là ba điểm nó nằm trên đường thẳng, hay nói nôm na ba điểm, điểm A thuộc đường A, điểm B thuộc đường B, thuộc đường A, điểm C thuộc đường đường A, vậy ba điểm này đều nằm trên một cái đường thẳng, vậy suy ra ba điểm A, B, C thẳng hàng, vậy thôi. Đó, thẳng hàng là cùng nằm trên một đường thẳng, gọi là thẳng hàng thôi, chứ không có gì cả. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Hãy đón xem những cái đoạn clip tiếp theo của mình qua, đó là tiếp theo đó chính là cái phần gọi là quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, bye bye.